Chúng con xin cảm tạ Thượng Đế và Guruji Sararuma Ramatha. Kính bạch Đấng Thượng Đế toàn năng và các bậc thần linh trong vũ trụ, hôm nay con là vị đại sư huynh ở Điền Đường. Udon xin đại diện cho các vị sư huynh trong tăng đoàn chánh pháp Samtaruma. Hôm nay chúng con mở lòng hành xin thẳng cầu Thượng Đế và các bậc thần linh, các Bồ Tát Khánh Nhân, xin hãy rủ lòng thương cho chúng con để tiếp tục dòng âm lưu Thượng Đế mà chúng con rất khao khát. Dòng âm lưu Thượng Đế đối với chúng con giống như dòng nước chảy và một sức sống, một nguồn năng lực, một hơi thở chúng con không thể nào thiếu được. Xin các ngài rủ lòng thương ban rải tình thương ban cho chúng con tiếp tục được dòng âm lưu Thượng Đế được tiếp diễn. Chúng con xin đại diện những tăng đoàn Samtaruma, những người xuất gia và tất cả chúng sanh xin khẩn cầu các ngài ban ơn lành cho chúng con. Om Ruma. Kính bạch Thượng Đế tối cao, kính bạch mẹ Quan Âm Bồ Tát có khổ cứu nạn, kính bạch các đấng toàn năng, các bậc thần linh trên toàn cõi vũ trụ, kính bạch Guruji Sararuma Ramatha tôn kính. Chúng con hiểu rằng dòng âm lưu Thượng Đế là suối nguồn sự sống của toàn nhân loại được tuôn chảy từ biển tình thương bao la của Thượng Đế. Hôm nay con cùng toàn thể người xuất gia tại Điền Đường Campuchia với tất cả lòng thành nghiêm trang quỳ trước các ngài, xin khẩn nguyện các ngài ban ân điển cho dòng âm lưu Thượng Đế tiếp tục tuôn chảy chốn nhân gian qua giọng ca của Guruji Ruma và các đại nhạc hội tâm linh để muôn sinh luôn được sống trong bình an phúc lạc, để địa cầu mãi mãi xanh tươi. Chúng con xin lạy tạ Thượng Đế trên cao, lạy tạ mẹ Quan Âm Bồ Tát, các đấng toàn năng vũ trụ và thư thỉnh cầu Atlanta ngày 12 tháng 5 năm 2023. Thưa Guruji Ruma tôn kính, chúng con là những Ruma tu sĩ trong tăng đoàn chánh pháp của ngài tại thiền đường Atlanta, Hoa Kỳ, dâng lời cầu xin Guruji và các đấng tối cao, xin các ngài ân sủng cho chúng con mãi mãi được đón nhận lực lượng dòng âm lưu Thượng Đế của các ngài. Cuộc sống tu hành của chúng con đã từ rất lâu được bao phủ bởi ánh sáng tình thương của Guruji và âm lưu giải thoát của các ngài. Không có dòng âm lưu Thượng Đế, chúng con thấy sự tu hành của mình cũng bị thiếu hụt. Mỗi ngày ở nhân gian, lúc ăn, lúc ngủ, chúng con đều được sống trong âm lưu yêu thương của các ngài. Giọng ca của Guruji qua những video, CD, DVD, thơ và kệ đã giúp chúng con vững vàng con đường tu hành và thăng hoa trên bước đường tâm linh. Nếu thiếu đi dòng âm lưu Thượng Đế mà Guruji ngân nga, chúng con như thiếu đi hơi thở của chính mình. Các Ruma tu sĩ chúng con, chúng sanh và trái đất không thể tồn tại nếu thiếu vắng những âm lưu yêu thương này. Kính xin Guruji và các ngài thương xót chúng con mà tiếp tục ân sủng cho chúng con lực lượng dòng âm lưu Thượng Đế. Còn hơn một tháng nữa, tất cả chúng con đều sẽ hân hoan đón mừng đại lễ kỷ niệm ngày Guruji thành đạo 20 tháng 6. Nếu trong ngày lễ trọng đại này mà không có Guruji ngân nga dòng âm lưu Thượng Đế, chúng con sẽ rất buồn. Dù khán đài tâm linh Guruji an bài nơi nào, thì chúng con và chúng sanh đều được hưởng sức lực yêu thương của Guruji và các đấng tối cao càn khôn vũ trụ. Chúng con cầu xin và cầu xin Guruji và Thượng Đế nghe thấu lời thỉnh cầu của chúng con. Chúng con nguyện cầu Thượng Đế tối cao và các đấng thiêng liêng gia hộ cho nhục thể Guruji Ruma
được mạnh khỏe, để dòng âm lưu Thượng Đế mãi mãi được vang lên qua sự hiện diện của ân sư chúng con trên hành tinh này. Thay mặt chúng sanh, các Ruma tu sĩ chúng con xin vô cùng cảm tạ các ngài với lòng biết ơn và tôn kính. Các Ruma tu sĩ của Guruji tại thiền đường Atlanta, Hoa Kỳ. Om Ruma, Om Ruma, Om Ruma, Om Ruma. Kính bạch Guruji Sagaruma Kamatha tôn kính. Mỗi ngày trôi qua, chúng con, những tu sĩ Ruma khắp nơi trên thế giới, không thể tưởng tượng được nếu như một ngày nào đó dòng âm lưu Thượng Đế sẽ không được Ngài tiếp tục ngăn lên, thì chúng con sẽ phải làm sao? Thế gian này sẽ trở nên bất an như thế nào? Dòng âm lưu Thượng Đế của người không phải chỉ dành riêng cho nhân sinh chúng con, mà còn bao trùm lên cả thế gian này. Dòng âm lưu Thượng Đế xóa bỏ đi nỗi sợ hãi, xoa dịu đi những phiền buồn bất an mỗi ngày trong tu sĩ Ruma chúng con. Đồng thời, dòng âm lưu Thượng Đế đánh thức sự thánh thiện và cao thượng bên trong mỗi chúng con, dẫn dắt chúng con trên bước đường tu học một đời giải thoát. Nếu như một ngày nào đó dòng âm lưu Thượng Đế của Ngài không còn ngân lên nữa, thì chúng con, những người trần mắt thịt tai phàm trong cõi vô minh, sẽ thiếu đi một phương tiện cứu cánh để chúng con nương tựa vào lực lượng của Ngài, tìm kiếm sự bình an và khai ngộ. Không có dòng âm lưu Thượng Đế của Ngài, chúng con quả thật vô cùng bất hạnh, vô cùng khó khăn trên bước đường tu học và thăng hoa. Thế gian này sẽ đầy rẫy những khủng hoảng, bất an cho nghiệp lực của chúng sanh vô minh tạo ra. Chúng con như những đám cây khô cằn thiếu nước trong nắng hạn, mong đợi những cơn mưa rào từ lực lượng bình an và phúc lạc của Minh Sư thông qua dòng âm lưu Thượng Đế mà Ngài ngân nga mỗi ngày. Thượng Đế ơi, Guruji ơi, chúng con là những tu sĩ Ruma mang trong mình những đức tin chân chính xuất phát từ tận trái tim, mong muốn được mãi lắng nghe dòng âm lưu Thượng Đế. Chúng con thành tâm cầu nguyện, xin Thượng Đế và Guruji Ruma từ bi ân điển cho lực lượng dòng âm lưu Thượng Đế được tiếp tục tuôn trào, ban phát đến thế gian những lực lượng bình an và phúc lạc. Lời cuối cùng, chúng con xin kính chúc Guruji Ruma sức khỏe thật tốt để có thể tiếp tục ban phát lực lượng dòng âm lưu Thượng Đế đến với muôn sinh chúng con. Chúng con, người xuất gia thiền đường Chiang Mai, xin vô cùng cảm tạ Guruji Sagaruma Kamatha. Kính bạch Guruji Sagaruma Kamatha, chúng con là Ruma tu sĩ tại thiền đường Xét. Chúng con thành tâm tha thiết cầu xin Thượng Đế tối cao, Phật Tổ Từ Bi, Mẹ Đại Dương Ba La, Đức Phật Bà Diệu Âm Việt Nam, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Guruji Sagaruma Kamatha, cầu xin các ngài tiếp tục ban giải dòng âm lưu Thượng Đế để lực lượng yêu thương được tuôn chảy đến khắp mọi nơi, để cho trái đất này được đẹp nguyên xanh tươi, trái đất được hồi sinh. Chúng con cầu nguyện các ngài ban cho chúng sanh biết làm lành lánh dữ, tìm lại Phật tánh, khai ngộ, giải thoát một đời. Chúng con xin cảm tạ ân sư, chúng con xin cảm tạ các đấng thiêng liêng của càn khôn vũ trụ. Con tu sĩ Guruji Sagaruma Kamatha, sư hãy yêu, sư mai hiện nay đang sống ở Đức Quốc, ở nhà minh đình của Guruji Sagaruma Kamatha. Chúng con xin khẩn cầu Thượng Đế và Guruji ban ân điển cho chúng con tiếp tục được nghe dòng âm lưu Thượng Đế qua Guruji Sagaruma Kamatha. Đây là nguồn năng lượng và sự sống, cũng như là hơi thở tâm linh và đời sống tu sĩ của chúng con. Chúng con xin cảm tạ Thượng Đế và Guruji Sagaruma Kamatha. Om Ruma, Om Ruma, Om Ruma, Om Ruma. Kính bạch Thượng Đế tối cao, kính bạch Guruji Sagaruma Kamatha tôn kính. Chúng con là những Ruma tu sĩ
có đầy đủ phước duyên được tu học với vị ân sư đại khai ngộ Guruji Ruma, người đại diện cho Thượng Đế, đem dòng âm lưu Thượng Đế cao thượng xuống nhân gian, thức tỉnh muôn sinh, cứu rỗi linh hồn chúng con thoát khỏi sự vô minh, trở về bến bờ giải thoát. Guruji Ruma đã dùng dòng âm lưu Thượng Đế thông qua các đại nhạc hội tâm linh tẩy rửa đi nghiệp chướng chúng sanh. Thanh âm của Ngài chan chứa tình thương của mẹ đại dương bao la, ánh sáng từ bi và sức lực gia trì đặc biệt gửi tới muôn sinh trên địa cầu này. Dòng âm lưu Thượng Đế từng phút, từng giây đã in sâu vào tâm trí chúng con, đem lại sự bình an và phúc lạc cho muôn sinh. Chúng con không thể một ngày thiếu vắng dòng âm lưu Thượng Đế. Hôm nay, toàn thể Ruma tu sĩ chúng con thành tâm, thiết tha khẩn cầu Uruchi Sagaruma Gamatha, Thượng Đế tối cao, tiếp tục tuôn chảy dòng âm lưu Thượng Đế xuống nhân gian. Muôn sinh trên địa cầu được tiếp tục đón nhận thánh âm của Ngài. Chúng con xin cảm tạ các Ngài. Om Ruma. Chúng con là những Ruma tu sĩ, được Guruji dìu dắt tu hành một đời giải thoát, được Guruji ban ân điển thay mặt Ngài, ban Ngài văn hóa ăn chay, phụng sự chúng sanh tại Trung Tâm Thiền Đà Lạt. Tuy không được ở gần bên Guruji mỗi ngày, nhưng chúng con chưa khi nào cảm thấy cách xa Ngài. Mỗi ngày, trong lúc làm việc, chúng con đều nghe âm lưu Thượng Đế Guruji ngân nga. Từng món ăn, chúng con phục vụ khách hàng đều thấm đẫm âm lưu tình thương của Guruji, mang lại sự ấm áp và bình an cho muôn người. Sau một ngày làm việc, chúng con lại cùng nhau thiền định, an lạc trong âm lưu nhập thiền của Guruji. Chúng con biết Guruji vô cùng nhọc nhằn, phải đánh đổi bao công đức và phước báu để chúng sanh và chúng con có được dòng âm lưu này. Dòng âm lưu Thượng Đế mà Guruji mang xuống nhân gian đã trở thành hơi thở và cuộc sống của chúng con. Nếu nó, không biết điều gì sẽ xảy đến cho cuộc sống của muôn sinh trên trái đất. Chúng con là những chúng sanh còn vô minh, nguyện cầu Guruji và Thượng Đế tử đi tha thứ, xin các Ngài thương chúng con mãi mãi ban cho muôn sinh thế giới này lực lượng dòng âm lưu Thượng Đế vĩ đại từ vũ trụ. Thiếu âm lưu yêu thương của các Ngài, thế giới này sẽ không tầm và cuộc sống sẽ không còn ý nghĩa. Chúng con cầu khẩn ân sư và Thượng Đế ban ân sủng để dòng âm lưu Thượng Đế được tuôn chảy không ngừng tới mọi ngõ ngách thế giới ta bà, hóa tan những sự khổ nạn của chúng sanh. Các Ruma tu sĩ chúng con tại Đà Lạt xin vô cùng cảm tạ ân sư và Thượng Đế tối cao. Om Ruma. Om Ruma. Kính bạch Thượng Đế tối cao, kính bạch Guruji Sararuma Gamatha vô vàn tôn kính. Hôm nay, tất cả người xuất gia tại thiền đường Lào cùng đồng tâm, một ý, cùng nhau quỳ giữa chánh điện thiêng liêng, xin cầu khẩn Thượng Đế, Guruji, Ruma và các bậc thần linh với tâm lòng thiết tha để các ngài tiếp tục ban các nhạc hội tâm linh với dòng âm lưu Thượng Đế và Guruji Ruma qua giọng ca, lời đọc vô cùng ngọt ngào, chứa chan lực lượng yêu thương của vũ trụ càn khôn. Dòng âm lưu Thượng Đế là lực lượng bất khả tư nghì để tẩy rửa nghiệp chướng bao đời mà chúng sinh gây ra. Nếu dòng âm lưu không còn trên thế gian này nữa, thì chúng sinh mãi sống trong cảnh khổ đau. Thượng Đế ơi, các con cầu mong các ngài từ bi tiếp tục ban các nhạc hội tâm linh với dòng âm lưu Thượng Đế để cuộc sống chúng con và chúng sinh được bình an, hạnh phúc và cuộc sống tươi vui hơn. Chúng con tha thiết cầu mong các ngài ban cho chúng con ân điển lớn lao này. Chúng con những người xuất gia thiền đường Lào xin cầu khẩn
các đấng thiêng liêng và Guruji Sararuma Gamatha. Om Roma, Om Roma, Om Roma. Kính lạy Thượng Đế tối cao, kính lạy Phật Tổ Từ Bi, kính lạy Mẹ Quan Âm cứu khổ cứu nạn, kính lạy Mẹ Đại Dương Bao La, kính lạy Guruji Ruma vô vàn tôn kính. Chúng con, hội đồng sứ giả của Guruji Sararuma Gamatha tại miền Bắc Việt Nam, xin đại diện thiền sinh khắp nơi trên toàn thế giới, cũng như môn sinh khắp cả khôn vũ trụ, cầu xin các ngài tiếp tục ban giải dòng Thượng Đế Âm Lưu. Trong những năm qua, dòng Âm Lưu Thượng Đế đã hóa giải biết bao nghiệp chướng cho môn sinh, làm xoa dịu đi biết bao nhiêu sự phẫn nộ của thiên nhiên, mang lại cho môn sinh cuộc sống bình an và phúc lạc. Nâng đỡ thiền sinh chúng con trên bước đường tu hành một đời giải thoát theo minh sư Ruma. Chúng con với tất cả tấm lòng chân thành và khao khát của mình, cầu xin Thượng Đế, Phật Bồ Tát và Guruji Ruma, cầu xin các ngài tiếp tục ban giải tình yêu thương từ thiên đàng, tiếp tục ban giải dòng Âm Lưu Thượng Đế để xoa dịu đi mọi sự khổ ải trong kiếp người, giúp chúng con có được cuộc sống bình an và phúc lạc, cho chúng con một đời tu hành, một đời giải thoát và viên mãn. Chúng con cầu xin các ngài với tấm lòng chân thành. Om Ruma. Om Ruma. Om Ruma. Om Ruma. Con kính lạy Thượng Đế tối cao. Con kính lạy minh sư Ruma. Con xin đại diện cho thiền sinh tỉnh Hòa Bình, miền Bắc Việt Nam. Kính dâng lên các ngài lời cầu thỉnh. Xin các ngài tiếp tục ban giải dòng Âm Lưu Thượng Đế để cứu giúp cho môn sinh. Chúng con xin cảm tạ các ngài. Chúng con là đại diện cho thiền sinh tỉnh Hà Nam. Con xin cầu xin Thượng Đế, cầu xin Minh Sư Zoma, xin các ngài ban giải dòng Âm Lưu Thượng Đế đến với muôn sinh chúng con. Chúng con xin cảm tạ các ngài. Om Suma, Om Suma. Con cầu xin Thượng Đế tối cao, con cầu xin Minh Sư Zoma, con đại diện cho thiền sinh tỉnh Nam Định. Con xin tất con xin Thượng Đế tối cao, xin Minh Sư Roma vẫn tiếp tục dòng Âm Lưu Thượng Đế để hóa giải cho muôn sinh. Con xin cảm ơn các ngài, cảm ơn Minh Sư Roma. Om Roma, Om Roma. Con đại diện thiền sinh Thái Nguyên, chúng con xin Thượng Đế tối cao và Guruji Ruma tiếp tục ban dòng Âm Lưu Thượng Đế và đến với muôn sinh. Con xin cảm tạ các ngài. Om Ruma, Om Ruma, Om Ruma. Chúng con là thiền sinh Bắc Giao, cầu xin Thượng Đế và Minh Sư Ruma tiếp tục ban giải dòng Thượng Đế Âm Lưu tới muôn sinh. Chúng con cảm tạ các ngài. Om Ruma, Om Ruma, Om Ruma. Con đại diện cho thiền sinh tỉnh Thanh Hóa, xin Thượng Đế và Guruji Ruma xin tiếp tục ban giải dòng Âm Lưu Thượng Đế xuống cho muôn sinh. Con xin cảm tạ các ngài. Om Ruma, Om Ruma, Om Ruma. Con là thiền sinh tỉnh Ninh Bình, xin đại diện cho các thiền sinh tỉnh Ninh Bình cầu xin Thượng Đế, cầu xin Guruji Ruma tiếp tục ban giải dòng Âm Lưu Thượng Đế xuống nhân gian. Con chúng con xin cảm tạ Thượng Đế, cảm tạ Guru. Chúng con đại diện cho thiền sinh Nghệ An cầu xin Thượng Đế và Minh Sư Ruma tiếp tục ban giải dòng Âm Lưu Thượng Đế môn cho môn sinh. Chúng con cảm ơn Thượng Đế, chúng con cảm ơn Minh Sư Ruma. Om Ruma, Om Ruma, Om Ruma. Chúng con xin đại diện cho thiền sinh tỉnh Vĩnh Phúc, chúng con xin cầu Thượng Đế tối cao, chúng con xin cầu Minh Sư Ruma tiếp tục ban giải dòng Âm Lưu Thượng Đế đến muôn sinh. Chúng con xin cảm tạ các ngài. Om Ruma, Om Ruma, Om Ruma. Kính bạch Guruji Ruma vô vàn tôn kính, chúng con ban kinh sách của Guruji Ruma
xin thành tâm gửi tới Guruji lời kính chúc Phật thể của Guruji thật nhiều sức khỏe, hoàng dương chánh pháp khắp nơi trên thế giới và đặc biệt là đất nước hình cong chữ S vốn rất đỗi yêu thương trong trái tim của Guruji. Chúng con cũng xin được kính dâng lòng thành, đức tin mãnh liệt lên cung trời của Thượng Đế và của Guruji Ruma ngự trị. Chúng con vô vàn cảm tạ đã hơn 10 năm qua được cùng với thiện sinh khắp nơi trên thế giới hân hoan đón nhận hồng ân của Thượng Đế và của Guruji qua dòng Thượng Đế âm lưu bất tận và vô cùng tuyệt vời, giúp tẩy rửa nghiệp chướng chúng sinh và chúng con để trái đất trường tồn trong bình an và phúc lạc. Chúng con xin vô vàn cảm tạ Guruji, đã hơn 10 năm qua, chúng con được cùng với thiền sinh khắp nơi trên thế giới hân hoan đón nhận hồng ân của Thượng Đế và Guruji qua dòng Thượng Đế âm lưu bất tận vô cùng tuyệt vời, giúp tẩy rửa nghiệp chướng nhân sinh và chúng con để trái đất trường tồn trong bình an phúc lạc. Chúng con xin tạ ơn Guruji đã nhọc nhằn với trăm vạn công việc trong tâm linh, hữu hình, vô hình. Nhưng Guruji vẫn miệt mài làm việc vô cùng vất vả, tạo dựng vật chất, nuôi nấng chăm sóc tăng đoàn và các thiền sinh chúng con mà không kể gian nan khó nhọc, Ngài luôn hy sinh bản thân mình cho nhân loại. Những lời cảm tạ sẽ không có ý nghĩa nếu chúng con không hành động để tri ân công đức vô lượng vô biên của Guruji Ruma trong vạn ức kiếp Guruji đã hạ phàm xuống nhân gian độ sanh và chúng con. Chúng con khẩn cầu Guru tiếp tục ban giải các đại nhạc hội tâm linh với âm lưu Thượng Đế và Guruji Ruma qua giọng ca vô cùng ngọt ngào chứa chan lực lượng yêu thương của Guruji. Chúng con luôn mong muốn được hưởng ân điển này ạ. Không chỉ là giọng ca có phổ nhạc mà còn là lời đọc vô cùng thân thương, ấm áp có các bài kệ của Guruji. Chúng con xin cảm tạ Guruji đã nâng cao trình độ tâm linh cho toàn thể thiền sinh chúng con. Qua các kỳ thiền thất và bế quan thiêng liêng, chúng con được bao phủ bởi ánh sáng tình thương lung linh rực rỡ. Và từ đó chúng con hưởng thấm đậm dòng âm lưu hạnh phúc từ thiên đàng, từ càn khôn vũ trụ qua giọng ca của Guruji vô vàn tôn kính. Một lần nữa chúng con xin vô cùng cảm tạ Guruji Sagaruma Gamatha, Đức Thế Tôn thế kỷ 21, Đức Phật Thích Ca tái thế vô vàn tôn kính. Kính thưa ban kinh sách của Guruji Ruma. Guruji tôn kính, con vâng và quý hộ pháp đại diện những thành viên hộ pháp xin Guruji ân điển. Ba hộ pháp chúng con xin cảm tạ Thượng Đế, cảm tạ Guruji đã ban cho chúng con và chúng sanh dòng âm lưu Thượng Đế quá giải đi bao nghiệp chướng chúng sanh trong những năm qua. Đội hộ pháp chúng con và thiền sinh mong chờ những ngày được diện kiến Guruji. Hơn thế nữa, chúng con được Guruji ban ân điển cho chúng con dòng ấm lưu Thượng Đế. Ngày ngày chúng con được đắm chìm trong lực lượng tình thương bao la, đắm chìm trong tiếng hát ngân nga ấm áp của Guruji. Chúng con đã thấm nhuần những lời ca, những tiếng hát của Ngài như những ánh sáng chân lý soi sáng cho chúng con gọi rửa những nghiệp chướng của trái đất này. Vì thế, chúng con và tất cả thiền sinh trên thế giới cũng như chúng sanh rất cần, không thể sống thiếu dòng ấm lưu Thượng Đế của Guruji. Không có dòng ấm lưu Thượng Đế của Guruji, chúng con như cây thiếu nước, như hoa không thể nở, thiếu ánh sáng ấm áp của Guruji. Đội hộ pháp chúng con và toàn thể gia đình Diệu Âm thành tâm cầu Thượng Đế xin Guruji và ban cho dòng ấm lưu Thượng Đế được tuôn chảy mãi ở nhân gian để chúng con có thể tiếp tục sống trong ánh sáng tình yêu thương của Guruji. Chúng con rất cần dòng ấm lưu Thượng Đế được chảy mãi ở nhân gian ạ.
Đội hộ pháp chúng con là những học trò của Guruji. Chúng con luôn đoàn kết, đồng tâm hiệp lực, đi theo bước chân của Guruji là công cụ tốt nhất, là hàng rào, là bức tường bảo vệ Phật thể của Guruji trong cuộc hoàn pháp độ sanh đời này. Chúng con cầu chúc Thượng Đế, cầu chúc Mẹ Quan Âm, cầu Phật Tổ gia hộ cho Phật thể của Guruji nhiều sức khỏe, dồi dào. Chúng con xin cảm tạ Guruji. Kính bạch Guruji, đội hộ pháp chúng con vô vàn cảm tạ ân điển Guruji đã ban cho chúng con được thực hiện nhiệm vụ hộ pháp. Chúng con có cơ hội được phụng sự và được ở bên cạnh Guruji mỗi kỳ khóa bế quan. Chúng con luôn khắc ghi trong lòng lời Guruji chỉ dạy, khai sáng cho chúng con. Hơn thế nữa, mỗi khi chúng con nghe những lời ca, tiếng hát của Guruji, lòng chúng con luôn bồi hồi xao xuyến, không ngăn được dòng nước mắt vì nỗi nhớ Guruji. Chúng con nhớ từng lời ca, tiếng hát, những giai điệu trầm bổng, mỗi cử chỉ hành động của Guruji trong lúc trình diễn luôn hằn ghi trong tâm thức chúng con. Chúng con như những đứa trẻ con luôn quay quần bên người cha vĩ đại. Có khi chúng con bật khóc òa ra, rồi lại có khi cười ngất ngưỡng mỗi khi Guruji trình diễn. Lời ca tiếng hát của Guruji không thể thiếu trong mỗi chúng con, cũng như tất cả những thiền sinh. Chúng con luôn khẩn cầu Guruji, xin Guruji hãy để dòng âm lưu Thượng Đế tuôn chảy mãi trên thế gian này. Chúng con luôn khẩn cầu Guruji, xin Guruji hãy để dòng âm lưu Thượng Đế gội rửa nghiệp dày của chúng con, cũng như gọi sáng linh hồn chúng con hướng về ánh đạo vàng. Chúng con nguyện sẽ luôn núp vào chiếc áo cà sa của Guruji, trở về nguồn cội giải thoát. Chúng con luôn ở bên cạnh Guruji và đồng hành cùng Guruji để nhận hưởng được ngôi lời của Guruji ngân nga mỗi ngày. Đội hộ pháp chúng con và tất cả thiền sinh đồng tâm khẩn cầu Guruji, xin Guruji ban gãy lực lượng yêu đương, dòng âm lưu Thượng Đế ngân vang mãi trên thế gian này. Chúng con nguyện sẽ dốc hết sức tu hành và đồng hành cùng Guruji trên đường hoằng pháp độ sanh của Guruji. Chúng con cầu xin Thượng Đế, cầu xin Mẹ Quan Thế Âm, cầu xin các vị sư tổ gia hộ cho Guruji Phật thể an khang, sức khỏe dồi dào, hoằng pháp độ sanh. Thư thỉnh nguyện Guruji Sagaruma Gamatha tiếp diễn dòng âm lưu Thượng Đế. Kính bạch Guruji Ruma yêu kính của chúng con. Chúng con là Julia Việt Hương, Jennifer Ngọc Nguyễn và Anh Việt, đại diện cho những thành viên phụng sự trong nhóm dịch thuật thuộc Ban Giáo lý Kinh sách của Ngài. Chúng con là những thiền sinh thật may mắn vì không những được tu học theo pháp môn thiền định âm thanh và ánh sáng cổ đại, một đời giải thoát với Guruji, được tiếp cận, tìm hiểu và học hỏi giáo lý của Ngài mỗi ngày qua công việc dịch thuật, mà còn được Guruji ân điển, phụng sự Ngài, ban giải dòng âm lưu Thượng Đế trong các đại nhạc hội tâm linh, hỗ trợ Guruji trên bước đường Ngài Hoàng Dương Chánh Pháp cứu độ chúng sanh. Thưa Guruji Ruma vô vàng tôn kính, chúng con hiểu rằng Guruji Ruma là hiện thân của cổ Phật, của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ hơn 2.500 năm trước, và đời này Ngài trở lại nhân gian theo thông điệp của Thượng Đế. Trong nhiệm kỳ của mình, Guruji đã ban tặng cho chúng sinh và chúng con muôn ngàn phước báo tâm linh qua công đức tu hành của Ngài từ vô lượng kiếp. Guruji dùng dòng Thượng Đế âm lưu cao thượng để hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng của mình, thức tỉnh muôn sinh, cứu họ thoát khỏi sự vô minh và đau khổ, bước trên con đường tâm linh giải thoát, không còn lặng ngục trong luân hồi vô tận. Thật diễm phúc cho thiền sinh diệu âm chúng con và nhân loại đời này được đón nhận dòng âm lưu Thượng Đế cao quý Ngài ban. Dòng ca âm lưu cao quý của Guruji đã vang lên trong biết bao đại nhạc hội tâm linh
offline và online ở các quốc gia và châu lục khác nhau trên địa cầu. Từ châu Á sang châu Âu đến châu Mỹ. Từ dải đất hình cong chữ S Việt Nam thân thương đến đất nước cờ hoa tươi đẹp. Từ Sài Gòn hoa lệ đến Praha cổ kính. Dù ở bất kỳ nơi đâu và dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả trong thời dịch bệnh COVID-19 hoành hành dữ dội, giọng ca âm lưu của Guruji cùng suối nguồn từ bi của dòng Thượng Đế âm lưu vẫn luôn là cứu cánh và luôn sát cánh cùng dân sinh trên địa cầu vượt qua giông tố nghiệp lực. Thanh âm của danh xưng Ruma đã trở nên vô cùng gần gũi, ấm áp và vô cùng yêu thương với chúng con. Dòng ca âm lưu của Ngài trang chứa lực lượng tình thương, ánh sáng từ bi và một sức lực gia trì thật đặc biệt, giúp chúng con xua tan bao muộn phiền, tai ương, giúp hóa giải bao nghiệp lực ở nhân gian, cứu giúp biết bao chúng sinh khổ nạn. Chúng con cũng như muôn loài chúng sinh vô hình và hữu hình, không thể một ngày sống mà thiếu vắng dòng âm lưu Thượng Đế và dòng ca âm lưu của ân sư chúng con. Thưa Guruji tôn kính, chúng con thiết tha và thành tâm thỉnh nguyện Guruji Ruma tiếp tục tuôn chảy dòng Thượng Đế âm lưu, vì dòng ca âm lưu của Ngài chính là hào quang ánh sáng khai ngộ và thức tỉnh muôn loài, là tình thương của mẹ đại dương bao la, xoa dịu bao bất ổn và khổ đau trong nhân thế. Mỗi khi Ngài ngân nga, cất lên dòng âm lưu yêu thương, trái đất này sẽ không còn khô cằn, sự sống sẽ hồi sinh và ánh sáng từ bi sẽ lan tỏa khắp muôn nơi, đem đến cho muôn sinh cuộc sống bình an và phúc lạc. Chúng con muôn ngàn lần cảm tạ Guruji yêu kính. Chúng con nguyện cầu các đấng thiêng liêng bảo hộ Phật thể ân sư luôn mạnh khỏe để thành tựu sự nghiệp hoằng dương chánh pháp của Ngài ở nhân gian. Hôm nay đây, chúng con đại diện thiền sinh miền Nam Việt Nam xin thỉnh cầu Thượng Đế tối cao Minh Sư Ruma tại thế có đức hiếu sinh như đại dương bao la, cúi xin các Ngài rủ lòng từ bi thương xót chúng con tiếp diễn dòng âm lưu Thượng Đế để hóa giải những nghiệp lực mà chúng con vô minh đã tạo ra, để trái đất xinh đẹp này trường tồn vĩnh cửu, để biết bao chúng sinh được hóa giải nghiệp chướng, để có cơ hội trở về thiên quốc, trở về cội nguồn của mình. Một lần nữa, chúng con vô cùng khẩn thiết thỉnh cầu, cầu xin Thượng Đế tối cao Minh Sư Ruma tại thế thương xót chúng con, cho chúng con có được dòng âm lưu Thượng Đế tiếp diễn. Chúng con đời đời kiếp kiếp vô cùng biết ơn và xin cảm tạ các Ngài. Om Ruma, Om Ruma, Om Ruma. Guruji Ruma, chúng con là những học trò của Guruji ở Bắc Mỹ. Chúng con xin kính chào Guruji ạ. Con cùng gia đình đại diện cho các thiền sinh ở Bắc Mỹ xin cảm tạ Guruji đã không ngừng ban giải dòng âm lưu Thượng Đế trong môn sinh chúng con. Trong cuộc sống học tập, làm việc, lúc nào chúng con cũng tâm niệm hướng về Thượng Đế, hướng về Guruji. Hàng ngày, trong lúc nấu ăn, lúc lái xe, đi học, đi làm, bất cứ lúc nào chúng con có thời gian rảnh, đều mở những tác phẩm âm nhạc của Guruji để đón nhận dòng âm lưu Thượng Đế từ Ngài. Qua đó, các con của chúng con cũng được vừa được nghe Pháp, lại vừa học tiếng Việt. Sau đây chúng con xin được phép đọc lên một bức thư về tâm tư nỗi lòng của những người con diệu âm ở Bắc Mỹ gửi tới Ngài. Con xin phép Guruji con đọc bức thư ạ. Kính gửi Guruji Ruma tôn kính, chúng con, những học trò của Guruji ở Bắc Mỹ, xin gửi lá thư này tới Guruji, kính xin người từ bi tiếp tục ban giải dòng âm lưu Thượng Đế qua các đại nhạc hội tâm linh, các video và tất cả các phương tiện có thể, để chúng con được lực lượng âm lưu tẩy rửa những ô trược và tiếp xúc trên con đường tu hành cũng như trong cuộc sống. Chúng con là những con dân Việt Nam xa quê hương, đôi khi chưa về tham dự thiền thất được thường xuyên, nhưng chúng con luôn mong ngóng những video pháp thoại và các MV âm nhạc của Guruji qua kênh YouTube cũng như các CD, DVD và USB. Chúng con phần nào hiểu được, để duy trì sự tuôn chảy của dòng âm lưu Thượng Đế, Guruji đã phải đánh đổi biết bao công đức, vật chất,
và sức khỏe vì muôn sinh chúng con. Có những lần, người đã thu âm liên tục mười mấy tiếng liền không ngừng nghỉ. Không chỉ vậy, đạo diễn, biên kịch, các nhạc sĩ, ca sĩ và ekip hỗ trợ đã phải làm việc miệt mài nhiều ngày đêm cùng người để có được những bản thu và những chương trình đặc sắc với các màu sắc khác nhau gửi đến cho muôn sinh. Chúng con mong rằng lòng thiết tha cầu khẩn của chúng con sẽ chạm tới trái tim của Guruji và Thượng Đế, tiếp sức cho Guruji để Ngài có thể tiếp tục ban giải dòng âm lưu cao thượng. Mong sao chúng sinh muôn đời được hưởng tình thương bất diệt và lực lượng bảo hộ bất khả tư nghị của Guruji. Chúng con kính xin Guruji tiếp tục gia trì dòng âm lưu Thượng Đế và các chương trình đại nhạc hội tâm linh cho chúng con ạ. Chúng con vô vàn cảm tạ Guruji và xin được tri ân công đức của ekip hỗ trợ cho người. Ngày 11 tháng 5 năm 2023, kính thư chúng con thiền sinh diệu âm tại Bắc Mỹ. Con xin cảm tạ Guruji ạ. Con kính chào Guruji Sagaruma Gamatha tôn kính. Thưa Guruji Sagaruma Gamatha tôn kính, con đại diện cho thiền sinh châu Âu xin cầu khẩn Thượng Đế Guruji Sagaruma Gamatha tôn kính tiếp tục dòng âm lưu Thượng Đế được tuôn chảy để hóa giải nghiệp chướng của trái đất mà do chúng sanh nhiều đời nhiều kiếp vô minh đã tạo ra. Cuộc sống của chúng con không thể thiếu được dòng âm lưu Thượng Đế. Con xin các ngài từ bi cứu vớt. Chúng con xin cảm tạ Thượng Đế từ bi, Phật Tổ tối cao, Mẹ Quan Âm cứu khổ cứu nạn, Mẹ Đại Dương bao la, Mẹ Phật Mẫu Diệu Âm Việt Nam, các đấng thiêng liêng của càn khôn vũ trụ, Guruji Sagaruma Gamatha tôn kính. Om Ruma, Om Ruma, Om Ruma. Chúng con xin kính chào Guruji. Chúng con xin kính chào Guruji. Chúng con xin kính chào Guruji ạ. Chúng con xin kính chào Guruji ạ. Con là Phạm Đăng Thuật, thiền sinh Hà Nội. Hôm nay chúng con ở đây tại giải đất miền Trung này, chúng con tháp tùng sư ông Đại Ngộ đi du lịch ở giải đất miền Trung. Con đại diện cho tất cả các thiền sinh trong đoàn Bắc Trung Nam và thiền sinh trên. Qua được tất cả các khó khăn để chúng con theo con đường tu hành cũng như để giữ gìn trái đất hòa bình. Với tác dụng như thế và đặc biệt trong những đại hội tâm linh gần đây, Guruji Ruma trực tiếp ca những ca từ, những bài kệ làm chúng con vô cùng xúc động, vô cùng sung sướng, vô cùng hoan hỉ. Và chính tế đã tác dụng rất lớn cho chúng con nói chung, nói riêng và cho thiền sinh cũng như những người mộ đạo và chúng sinh trên toàn thế giới hoan hỉ, chào đón. Bây giờ nghe được tin này, chúng con vô cùng đau đớn, buồn và rất bất ngờ. Chúng con thay mặt thiền sinh ở đây và trên toàn thế giới, chúng con cầu thỉnh Thượng Đế cho Guruji Ruma tiếp tục dòng âm lưu Thượng Đế được tuôn chảy. Chúng con cung thỉnh Thượng Đế, cung thỉnh Guruji Ruma. Chúng con kính chúc Guruji Ruma ngọc thể an khang, trụ thế bền lâu để giúp đỡ chúng sinh vượt qua được cơn khó khăn hoạn nạn và để giúp chúng con trở về nhà. Om Ruma, Om Ruma. Chúng con xin cảm tạ Guruji. Chúng con xin cảm tạ Guruji. Chúng con xin cảm tạ Guruji. Chúng con xin cảm tạ Guruji.
cảm tạ thượng đế, cảm tạ Guruji ạ. Chúng con xin cảm tạ Guruji, cảm tạ thượng đế ạ. Thượng đế là Guruji tiếp tục dòng lâm như thượng đế ạ. Chúng con xin khẩn cầu ạ, khẩn cầu ạ. Thượng đế tối cao và Guruji Ruma, chúng con là những thiên thần đã lạc ở nhân gian bao kiếp đời. Đời này chúng con đã tìm được ân sư nhờ dòng âm lưu Thượng đế. Ân sư đã đưa chúng con trở lại thân phận thiên thần của càn khôn. Đồng hành cùng ân sư đưa dòng âm lưu tới chúng sanh, hóa giải đi bao khổ đau của hồng trần cõi ta, rửa đi bao nghiệp chướng xô dày, hồi sinh trời đất. Dòng âm lưu ân sư đã cho chúng con tìm lại con người chân thật của chính mình. Cầu xin ân sư tôn kính, cầu xin thượng đế toàn năng, xin các ngài từ bi mãi tuôn chảy dòng âm lưu thượng đế. Dòng âm lưu này sẽ cứu nhân loại vượt qua kiếp nguy diệt. Xin xót thương chúng con, ân sư ơi thượng đế. Xin ân sư tôn kính, cầu xin thượng đế toàn năng, xin các ngài từ bi mãi tuôn chảy dòng âm lưu thượng đế. Dòng âm lưu này sẽ cứu nhân loại vượt qua kiếp quỷ diệt. Xin xót thương chúng con, ân sư ơi thượng đế.
chúng con thiết tha nguyện xin Thượng Đế xót thương. Chúng con khấn cầu Guruji Ruma ban dòng Thượng Đế âm lưu nhân gian bao đời đang chìm đắm trong nghiệp chướng. Xin ban ân điển cùng lực lượng âm lưu của Ngài cho chúng lương âm